làm sao ở khoảng thời gian tuổi trẻ đó thầy biết cái gì là cần học để mà mình học? Chả biết cái gì hết, không thích học là không học. Thà là sung sướng làm thợ nề còn hơn là làm tỷ phú mà bất đắc dĩ. Có bao giờ thầy cảm thấy là hồ nghi hay là hoang mang về cái sự lựa chọn của mình hay là cuộc sống của mình lúc đó không? Cha mẹ thầy hoang mang mà thầy không hoang mang. Mình thấy chung quanh mình người nào cũng sống, vậy thì mình sẽ sống thôi chứ. Dạ. Nhưng mà những cái khó khăn lúc đó làm cho thầy lớn lên thì đó là gì? Thầy có một cái thái độ mà ít người có. Đó là cái thái độ là không bao giờ hài lòng với cái việc mình làm. Thầy làm bất cứ một cái gì, thầy làm đến cái mức mà gọi là cái nỗ lực của bản thân nó phải gọi là cực phi thường. Thầy là con quỷ trong trò chơi, thầy háo thắng. Và cái bài học lớn nhất mà thầy học được, mà đến muộn rồi thầy mới học được, là mình phải háo thắng chính cho chính mình, nhưng mà mình lại phải rất là khoan dung với người khác. Tại vì khi mà mình háo thắng như thế, mình thấy như thằng khác nó đá hụt hoài mà nó chẳng thấy nó tập gì cả. Trong lòng mình bảo mẹ cái thằng này mẹ chẳng ra gì. Tức là lúc đó là mình chưa khoan dung. Đến khi mình thấy mình phi thường rồi, mà mình thấy người khác là làm cái gì cũng lờ tờ mờ, làm cho qua, làm cho xong, rồi họ cái gì, kết quả như thế nào họ cũng vui vẻ cả. Và đúng cái lúc mà thầy 50 mấy tuổi rồi, thầy cũng vui vẻ luôn cho họ, chả sao cả. Anh như thế này như thế, chắc chắn là có những điều anh làm rất hay mà tôi không biết làm. Mà không phải là bóng đá, không phải là golf, nó là cái gì khác. Vũ trụ tạo mỗi người có những sở trường, có những sở đoản. Là lúc đó mình bắt đầu là sang cái thời kỳ mình chấp nhận. Thì cái thời kỳ này thì nó không có trong cái tuổi trẻ. Tức là khi mình nói về tuổi đôi mươi thì nó không có. Lúc đó thầy khó tính lắm. Mình chê trách người khác, mình đánh giá người khác một cách rất là khắt khe. Thế nhưng mà đến cái tuổi nào đó mình mới hiểu được rằng mình làm cái gì kệ người ta, mà người ta làm cái gì thì cũng kệ mình. Ai muốn làm gì làm, mà người nào cũng có một sứ mệnh, và người nào cũng có những điều phải làm trong cuộc sống. Thầy có tiện không, nếu mà bây giờ em muốn biết về cái khoảng thời gian đó, về những cái tính cách mà thầy nói là hơi khó tính hay chê trách người khác đó? Có lúc thầy nhỏ nhen lắm. Chẳng hạn như là thầy nhìn các bà Việt Nam, trong đó có mẹ thầy, trong đó có vợ thầy, trong đó có mẹ vợ của thầy, trong đó có... Các bà này không biết rửa bát. Mình bảo các bà đi ra khỏi bếp đi, là tôi rửa bát cho các bà. Và thầy rửa bát rất là nhanh. Và các bà ấy 5 phút sau vào, bát biết nó thẳng thắn hết cả rồi. Bà thân, con à, con làm sao, con giỏi thế. Tại vì đây là mẹ mình, rồi mẹ vợ mình, rồi vợ mình cơ mà, chứ mà ai khác không. Mà tại vì mình nói các bà không biết rửa bát. Và xong các bà ấy xem là bát có sạch không, sạch, sao làm nhanh thế. Đó là tại các bà không biết làm. Thầy rửa bát rất là giỏi, thầy chặt vịt rất là giỏi, thầy chặt heo rất là giỏi. Em có thể tưởng tượng không, đám cưới ở Paris đấy, một người bạn thân nhờ thầy vào trong bếp chặt heo cho họ. Bởi vì cái người bán heo không biết chặt như thầy, là tại vì khi mình chặt heo đó là mình nghiên cứu chỗ giòn mình chặt ra làm sao, chỗ mỡ mình chặt ra làm sao, chỗ thịt mình chặt làm sao nó không vỡ. Đó là sao? Cái này này, và cái này, cái bàn tay, trí tuệ và nội lực. Mình phải tìm hiểu tại sao. Suốt cuộc đời của thầy tìm hiểu tại sao, làm thế nào để làm tốt hơn, làm thế nào để làm tốt hơn. Nhưng mà mãi đến khi mà mình lớn tuổi rồi, tức là ở cái tuổi 50 rồi, mình mới hiểu một chuyện nữa, là làm thế nhưng mà vẫn khó tính với chính mình, mà vẫn dễ tính với thiên hạ. Khoan dung với thiên hạ mới khó. Thì lúc đó là thầy chỉ nói với mẹ vợ thôi, bảo là, má ơi, má để con làm cho. Thế thôi. Chứ trước đó thì mình nói, má ơi, má làm dở quá. Thế là chưa biết sống. Và mình rất khoan dung. Ai muốn làm sao làm, người nào làm dở không sao, mặc sao cả. Thế thì đây là những bài học mà mình có được trong cuộc sống. Nhưng cái bài học đó nó sẽ tới rất nhanh nếu mà các bạn luôn luôn tự hỏi xem tại sao như thế, tại sao như thế này, tạo ra như thế kia, làm thế nào để tốt hơn. Thì cái việc đó thì thầy phải nói rằng thầy làm một cách thường trực suốt cuộc đời. Em thì em hiểu và cũng thấy rằng là rất là có giống thầy. Ở tuổi trẻ thì bao giờ ai cũng sẽ có những cái điều giống như là mình nhỏ nhen cũng có nè. À có chứ. Rồi dạ, mình cũng có những cái sự điên rồ của tuổi trẻ. Có chứ. Thầy điên rồ mà nó lại là điên rồ hơn người. Thầy chơi nhạc, thầy kiếm tiền. Thầy là ca sĩ trong ban nhạc mà hát toàn là nhạc rock thôi. Tức là trống oánh thật mạnh, đàn bass oánh thật mạnh,
nó như thế này, ta ra 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 thì nó vào khoảng 300 chỗ để đứng nhảy. Khi mà người ta càng nhảy, người ta càng thích thì thầy hát nó càng nhiệt tình. Tại vì trong cái lòng mình lúc mình hát, mình bảo tụi mày yêu nhau đi, tụi mày yêu nhau đi, ôm nhau đi. Tại vì tao hát để tụi mày yêu nhau, chứ tao không hát để mà mày nghĩ tao hay. Tôi muốn tạo cho các anh, các chị cái tình huống làm cho anh chị yêu nhau, mà tối nay đẻ con đi với nhau cũng không sao. Tôi muốn như thế. Bởi vì rằng là cái cuộc sống nó phải như thế. Nhưng mà tại sao cái đó thầy lại gọi là điên rồ? Điên rồ là thầy hát suốt đêm. À. Mà quần áo ướt hết từ đầu đến chân. Mà điên rồ là sao? Tóc tôi đó hồi đó có như thế này đâu. Tóc nó tới đây nè. À. Tóc thù xuống tới đây này. Là giống như dân chơi rock chuyên nghiệp à. Luôn. À. Mà bó búi to búi tiếc như thế này. Mà thầy không còn giữ cái ảnh đó là tại sao? Tại vì cái thời đó. Không ai có những cái điện thoại để chụp ảnh cả. Phải có người cầm máy chụp ảnh tới chụp ảnh thì mới có ảnh. Mà ban nhạc kiếm tiền nhá. À, tối thứ sáu, tối thứ bảy và tối chủ nhật. Đó, điên rồ. Thầy có những điên rồ khác nhưng thầy không tiện nói. Tại sao vậy thầy? Tại vì nó cái đó nó chỉ giống tất cả các em trẻ thầy nay thôi. Ví dụ thầy em coi em có em trong đó không? À, rất lăng loàn trong tình yêu. Đa tình. Không, lăng loàn trong tình yêu. Đào hoa. Đào hoa. Yeah. Và không từ chối bất cứ một cái nụ hôn nào. Oh. À, rất đó nhiều cũng là một dạng của yêu thương đó thầy. Không, chẳng phải yêu thương. Lúc đó là mình làm con ngựa điên thì có, nhưng mà chả phải yêu thương quái gì. Cái cảm tình của mình nó chân thật. Và mình tưởng khi mình còn trẻ là nó chân thật. Nhưng thật ra đó, nó là chỉ những cái làn sóng dâm dục của mình. Nó tràn ngập trái tim của mình. Xong rồi mình thấy rằng là cái làn sóng đó nó làm mình tưởng cái đó là tình yêu. Không phải. Tình yêu là chăm sóc nhau một cách rất ân cần. Nghĩ đến nhau những cái lúc mà bất ngờ nhất mới là tình yêu. Bây giờ mình đến với câu chuyện về sự nghiệp của thầy ở cái tuổi 20 đó đi. Quang Huy đang rất là thắc mắc là với một người khi mà chúng ta ra trường thì lúc đó cái việc mà mình đi tìm kiếm cái việc làm ở đất người như vậy thì nó như thế nào với thầy? Các bạn trẻ mà nghe thầy sẽ có thông điệp thứ 6. Quan trọng không phải ở nước người, ở nước nào cả. Khi mà mình đem mồ hôi nước mắt của mình đóng góp cho tập thể. Tập thể nó không nhìn mình qua cái nhãn quan của quốc tịch, của màu da nữa. Tất nhiên là khi mà mình lên cái chức nào cao rồi đấy thì lúc đó là người ta hay dành những cái chỗ đó cho những cái người của nước người ta. Mà nếu mà cao hơn nữa thì người ta còn dành cho quý tộc của nước người ta nữa, chứ người ta không có dành cho riêng nước người ta không đâu. Và thầy cũng xin nói luôn để cho các bạn biết là thầy đã lên đến những cái chức vụ mà người ta đã cho thầy chèn ép tất cả những quý tộc của nước người ta luôn. Bởi vì người ta giàu sao chăng nữa, người ta cũng trọng vọng những cái người mà đem lại kết quả. Các bạn trẻ phải nhớ rằng ở bất cứ nơi nào muốn thành công thì trước nhất phải đi theo một cái quy luật, là luật chơi của người ta như thế nào thì mình phải chơi luật chơi của người ta như thế. Giống như là các bạn chơi bóng chuyền mà trong một cái trận bóng đá vậy, thì các bạn bị penalty ngay, bởi vì các bạn chạm tay vào cái bóng. Thế thì các bạn muốn thành công ở nước ngoài hay ở trong nước, chúng ta cũng đều vậy, là chúng ta phải chơi cái luật chơi của tập thể. Người ta thấy rằng mình không ăn gian mới được. Các em mới biết không, chẳng hạn như là các em theo dõi Thế vận hội đấy, những người chạy nhanh ấy, bất chấp là 100 thước hay là 400 thước hay là 1500 thước hay là 10000 thước ấy, những người mà doping, tức là uống những cái thuốc mà để mà tạo nên có nhiều oxy hơn để mà chạy nhanh hơn, chạy dai hơn, người ta phạt rất nặng. Luật quốc tế là người ta phạt đôi khi người ta cả đời không được chạy nữa. Đấy là một bài học rất lớn, là các bạn ạ, các bạn mà hành xử một cách rất là cao thượng, hành xử một cách rất là trong sáng, một cách đẳng cấp, nó hiện lên mặt các bạn. Và từ đó là người ta luôn luôn người ta trọng vọng mình, người ta trao cho mình những cái vị trí mà người ta không trao cho người khác. Nhưng mà lúc đó thầy đi tìm việc có khó không thầy? Không khó. Nếu mà kiếm việc để mà kiếm việc thì thực sự không khó.
là tại vì thầy cũng phải nói rằng là thầy tốt nghiệp trong những trường tốt nhất. Dạ. Yeah. Thì thôi thì mình chấp nhận là có những em không tốt nghiệp những trường tốt nhất thì khó khăn hơn. Nhưng mà xã hội có chỗ cho tất cả mọi người. Cái điều quan trọng mà mình phải làm cho chủ nhân người ta mướn mình là người ta hiểu được là tôi vào công ty của anh là tôi phát triển và tôi làm cho công ty của anh tăng trưởng. Nếu mà mình đi xin việc mà mình vào mà mình bảo rằng em xin việc là bởi vì cuối tháng em phải cần tiền để em sống, không ai mướn em cả. Mà đây là cái thái độ mà rất nhiều người có. Dạ, em vào em làm nhân viên ngoan ạ. Tôi không kiếm nhân viên ngoan. Nhân viên nó cũng phải có cái phần sáng tạo của nó. Cho dù là nó ở cái vị trí thấp đến đâu, nó cũng phải có cái phần cá nhân của nó đóng góp vào chứ. Cái người mà đóng góp vào giá trị chung là cái người luôn luôn thành công. Công ty nó cần những người có nét nổi. Thế nhưng đừng nổi quá. Cái khó trong cái việc mà chúng ta khi đi tuyển dụng đó là chúng ta làm cho nổi những cái nét nổi mà người ta cần thiết, rồi chúng ta còn giấu đi những cái nét nổi mà người ta chưa cần thiết. Yeah. Nhưng mà có cái điều này Quang Huy muốn hỏi thêm thầy á, là thông thường khi mà các bạn sinh viên hay ở đầm tuổi mà 20, 20 mấy tuổi, khi mà chúng ta vừa tốt nghiệp xong á, thì chúng ta bao giờ cũng sẽ có cái mục tiêu của mình. Em nghĩ là với thầy cũng sẽ có cái mục tiêu của mình, hay là thầy cũng không đặt ra mục tiêu và cứ đi theo những gì mà cuộc sống đang cho thầy có và thầy đi theo thôi. Và có điều gì gặp thầy khó khăn có với thầy tiêu, hay không? Nhưng mà thầy có ước mong. Hai cái nó khác nhau rất nhiều. Ước mong là chấp nhận cuộc sống ba chìm bảy nổi. Em nắm cái phao, em ra biển, nó trôi vào đâu thì em chịu đó thôi, chứ còn em không chống đối lại được cái biển. Thế nhưng mà mình vẫn ước mong là mình đang cầm phao thì mình về một cái nơi nào an toàn. Đó là cái ước mong. Nhưng mà nó không phải là một mục tiêu. Cái này là các em có thể phản đối thầy, nhưng mà các em nghe thầy đi. Mình không cần có mục tiêu khi mình ở tuổi trẻ, nhưng mà mình phải có ước mong. Thầy chưa thấy ai, một ai đạt được mục tiêu hết. Và tất cả những người nào rất ít ỏi mà đạt được mục tiêu đều bỏ cái mục tiêu đó ngay tức khắc sau khi đạt được cái mục tiêu. Đó là tại vì ở cái tuổi 20 đó, mình chưa hiểu cái cuộc sống nó phải đi như thế nào. Thành ra những mục tiêu mà mình tự đặt đó đều là những hoàn toàn là những cái lý luận sai. Thầy có một người bạn, anh nó hơn thầy 4 tuổi. Mục tiêu của anh ấy là đi vào làm công chức, từ chức nhỏ lên chức lớn từ từ. Nhưng mà xui cho anh ấy là anh không lên đến công chức chức lớn. Bởi vì cái thái độ đó nó không cho phép mình lên chức lớn. Cái thái độ ngoan ngoãn mà mỗi một năm lên một chức nó không cho phép mình lên chức lớn. Tức là đến một lúc nào đó thì cái cơ quan nó thấy rằng là cái con người đó là một con người ngoan ngoãn thôi, không thể nào làm tổng giám đốc được. Thế là anh ngồi đó. Em có thể tưởng tượng được là cái sự buồn bã trong cuộc đời không? Suốt cuộc đời, lúc 24 tuổi đi vào cái văn phòng đó với một cái ghế mới toanh và cái bàn mới toanh, và đến năm 65 tuổi vẫn ngồi cái ghế đó và vẫn ngồi cái bàn đó. Và khi mà anh gặp thầy, anh bảo: "Trường ạ, toa kể cho Hoa cuộc đời của toa đi." Cuộc đời của Hoa có mỗi cái ghế với cái bàn đó hoài, ở trong cái văn phòng đó hoài. Trong khi được cuộc đời của toa sao? Hoa thấy tên toa trong báo chí, thấy tên toa đang ở bên Mỹ chạy sang bên Nhật, thấy tên toa thương thuyết với phái đoàn này, chủ tịch nọ, thấy toa gặp vua này, toa gặp thủ tướng kia. Mà chưa bao giờ biết được cái cuộc đời đó làm sao cả. Và không, toa kể làm gì cho toa nghe. Toa đã từng mơ như cái cuộc đời của toa, toa muốn cái cuộc đời của toa như thế mà. Chính cái khi mà mình học cùng, nghĩa là ở chung cư xá đấy, thì toa chia sẻ với Hoa là toa thích như thế mà. Vậy thì toa làm được như thế rồi thì toa có gì mà toa phải phàn nàn. Và anh ấy nói cái gì? Trường ơi, Hoa đã sai lầm. Các em ạ, ở cái tuổi đôi mươi ấy, các em đặt mục tiêu thì đặt chơi đi, gọi thế là mục tiêu cũng được, gọi thế là ước mong cũng được, gọi thế là ước mơ cũng được, muốn gọi nó là cái gì gọi. Nhưng mà đừng có cắn với nó như là con cá sấu mà cắn cái lá rách ấy. Thầy chưa bao giờ mơ đi Pháp, thầy sang Pháp. Thầy chưa bao giờ mơ làm kỹ sư, thầy làm kỹ sư. Đến khi làm kỹ sư thì chưa bao giờ mơ làm cái môn cầu đường, thầy là kỹ sư cầu đường. Thầy chưa bao giờ vẽ một cái cầu hay vẽ một cái đường hay là sử dụng cái máy tính để mà làm kỹ sư. Rốt cục toàn là marketing, đi buôn bán, xong sau đó làm giám đốc, tức là management, rồi sau đó làm tổng giám đốc, rồi sau đó làm chủ tịch. Thầy chưa bao giờ học ngành sản xuất điện, nhà máy điện, thầy làm chủ tịch công ty điện. Chưa bao giờ làm công ty sản xuất metro, thầy chủ tịch công ty metro. Làm công ty cấp nước và lọc nước.
thầy học sang đi du học ở bên Pháp, suốt cuộc đời làm việc ở nước, những nước nói tiếng Anh và nói tiếng Bồ Đào Nha. Tức là ngay những cái điều mà mình làm đó, là mình học thực, rồi sau đó ra đời mình làm với cái gì mà mình cố mình học thực, chưa bao giờ mình áp dụng cái gì mình học. Bây giờ nói một điều nữa các em sẽ ngạc nhiên, cả một cuộc đời của tôi chưa bao giờ dùng máy tính, toàn dùng máy tính vì tài chính cá nhân. Em ơi, tháng này mình tiêu nhiều quá rồi, chi phí quá rồi thì có xài máy tính để chi phí cá nhân gia đình. Còn ở trong công ty, tôi xin thề trên đầu của tôi, chưa bao giờ trong công ty tôi đã xài máy tính. Vậy thì học kỹ sư làm để làm gì? Đây, thông điệp thứ 6 đấy. Cái hồi đó thì thầy là kỹ sư cầu đường mới ra trường, là năm đó 27, 28 tuổi rồi. Tức là mình cũng đã là trợ lý của giám đốc rồi. Nhưng mà sếp lớn của thầy là một thằng vô học, nó không có một bằng nào cả, nó chưa bao giờ nó đi học cả. Có lẽ nó chỉ học đến lớp 3 thôi. Nhưng mà cái thằng đó, nó chỉ huy rất giỏi. Nhưng mà nó thấy mình sặc mùi bằng cấp. Cái thằng Phan này này, mẹ đi đến đâu là nói là tao là kỹ sư cầu đường, và sếp của mình là thằng không có bằng cấp. Nó nện cho những cái trận như tử. Khi nó gọi cộng sự của nó ấy, thì bao giờ nó cũng nói với thư ký của nó: em vui lòng gọi ông David, em vui lòng gọi ông John tới gặp tôi. Nhưng khi nó gọi thầy ấy, nó ra nó đứng cửa đó, đứng ngoài cửa đó, Phan, nó hét. Mình ở cuối tút cái hàng lang, mình thò đầu ra, nó nhìn mình, nó gọi này: tới đây. Đấy, nó làm nhục mình 6 tháng mỗi ngày 3 lần. Mình là kỹ sư cầu đường, tốt nghiệp trường, một trong những trường tốt nhất của Pháp. Nó là thằng vô học, học lớp 3. Nhưng mà bởi vì rằng là mình chót dại, lúc nào mình cũng nói là mình kỹ sư cầu đường, nó chơi mình vậy đã. Mà mình làm gì? Nó trả lương cho mình. Gia đình chỉ có một lương, mình làm gì? Cúi đầu xuống và ra, và ông bảo em: hôm nay, sáng nay tao không có việc gì cho mày cả, mày về công ty đi, ngồi yên đó nhá, tao gọi đấy. Tiếng sau nó gọi: tao không có việc gì cho mày cả, tao gọi chơi vậy. Làm nhục 6 tháng trời. Thế nhưng mà trong khi nó làm nhục, lâu lâu nó cũng vào văn phòng mình, nó cũng hiếu kỳ: mày đang làm gì thế? Mình bảo rằng là em giúp cái thằng bên cạnh, nó đang có cái bài toán mà nó làm không xong thì em giúp nó, là nó giúp rất tích cực, em phọt mồ hôi ra để giúp cái người đồng nghiệp. Lúc đó nó nể mình, nó làm nhục mình 6 tháng mà mình vẫn đi giúp người đồng nghiệp làm cái việc của họ. Cái thái độ đó là cái thái độ tích cực mà trong cái tình huống vô cùng bi đát đấy. Con người của thầy là thế. Phẫn nộ để làm cái gì? Mày bị phẫn nộ cái nó đuổi cổ đi, mất lương, thế thôi chứ gì nữa. Mình phải chấp nhận cái cuộc sống như thế. Tránh voi không xấu mặt nào, mà voi nó bắt nạt mình thì mình để cho nó bắt nạt. Cái đó là cái sức mạnh của mình. Lúc đó là cái sự mà mình rất là tự hào về sức mạnh của mình. Mày bắt nạt tao 6 tháng, mày mỏi miệng mày rồi mà tao cũng vẫn nhai chưa được. Mày chưa nhai tao được mà tao vẫn làm việc tích cực cho công ty. Mà mày không giao cho tao việc thì tao làm việc của thằng đồng nghiệp, không sao hết. Đó. Nhưng mà để có được tâm thế đó thầy có từ đâu? Chẳng biết. Con người của thầy như thế, sinh ra như thế, luôn luôn yêu đời, luôn luôn căn trường, không biết nhục là gì cả. Bởi vì mình không làm điều nào xấu cả, không bao giờ chấp nhận cho bản thân mình làm cái điều gì xấu, không chấp nhận thương thuyết với chính mình. Và thầy nói luôn cho Quang Huy nghe, chốc nữa về là thầy có khi thầy chột dạ. Thầy bảo rằng là trong cái hồi này mà mình nói chuyện, nó có một lúc là mình sai hướng, không bằng lòng, sẵn sàng Quang Huy mà gọi lại bảo: thầy ạ, mình làm lại 3 tiếng nhé. Ok, làm luôn. Tất nhiên là có thế thì nó mới giải thích được cho các em cái lộ trình của thầy. Nhưng mà xin nói với các em rằng là cái bằng cấp nó không có tham gia vào cái việc này. Cái mà nó tham gia là cái sự can trường của mình, cái trí thông minh, cái trí tuệ của mình, cái nghị lực của mình, cái ý muốn làm tốt nhất có thể. Mà người ta có đánh mình, người ta có sỉ nhục mình vẫn tích cực với xã hội. Đứa nào làm được thế sẽ làm chủ tịch những công ty lớn.
trong cái khoảng thời gian khi mà thầy ở Pháp á, với những cái điều mà nó cũng có hơi có sự đau lòng, có hơi những cái điều khó khăn với thầy, có bao giờ thầy nghĩ đến chuyện là mình sẽ phải trở về quê mẹ góp sức cho đất nước ở khoảng thời gian đó nha? Có bao giờ thầy nghĩ đến điều đó hay không? Có chứ em. Nó có hai chuyện nó làm cho thầy muốn về nước. Một cái chuyện nó hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân mình, và một cái chuyện mà nó do cái sự nhận xét của mình. Riêng bản thân của thầy đấy, thì một hôm thầy mới nghe một cuộc phỏng vấn. Thầy không nhớ là cái anh đó là cái anh lịch sĩ, thầy không nhớ là cái đó là bóng rổ hay là gôn hay là gì. Nhưng mà anh ấy vừa khóc vừa nói là trong cuộc đời của tôi chỉ ném trái banh vào rổ thôi, mà một năm tôi kiếm được 90 triệu đô la. Mày ạ, tao chỉ cầm trái bóng này tao ném vào cái rổ thôi, mà tao kiếm được mỗi một năm 90 triệu đô la, mà thêm vào đó 400 triệu tiền quảng cáo, sponsor. Tao buồn lắm mẹ, tao khóc. Bởi vì rằng là tao thấy rằng là trong xã hội này có những người ta làm việc nỗ lực nhiều lắm mà không kiếm được một đô la. Và chính vì vậy cho nên là bây giờ hôm nay là cái ngày mà tao khóc, là tại vì là hôm nay tao công bố một cách rất chính thức là tao giải nghệ. Bởi vì tao đã đến cái tuổi phải giải nghệ, bởi vì là một lực sĩ thì 30 mấy tuổi là phải giải nghệ, không chạy kịp theo những người trẻ nữa. Và tao có một cái tự nguyện là từ giờ trở đi tao sẽ trả lại cho xã hội tất cả những gì xã hội đã cho tao. Và thầy thấy anh ấy khóc bù lu bù loa trên TV, một người Mỹ, và thầy khóc theo. Thầy bảo rằng mẹ, mình phải trừ thề, mẹ cha, tao làm cái quái gì mà tao có cái cuộc sống sung sướng thế này. Tao không học mẹ mà tao đậu trường cầu đường, tao chỉ đi chơi thôi, rồi tao làm chủ tịch, chắc là phải trả nợ cho xã hội. Thế thì thầy mới quyết định là lúc đó là thế nào cũng có lúc thầy về nước. Lúc đó thầy mới 40 mấy tuổi thôi, thành ra là nó chưa phải lúc về nước. Nhưng mà đến khi mà xong cái việc ở nước Pháp, trả nợ cho nước Pháp rồi, trả nợ cho tuổi trẻ của nước Pháp rồi, thầy sẽ về nước thầy làm. Tất cả các trường đại học không hiểu được tại sao mà thầy bảo là tôi chỉ đặt có một điều kiện thôi, là khi về tôi về dạy, tôi dạy miễn phí. Các trường đại học bảo thầy về dạy thì chúng em trả lương thầy, nhưng có cái gì đâu mà chúng em quý hóa lắm, trời ơi, có một người như thầy về dạy. Không, tôi xin được cái ân huệ là tôi không lấy lương. Thầy ơi, nó đặt vấn đề nhiều lắm, tại vì vấn đề hành chính thì chúng em cũng phải xin phép, là có một người thầy mà lại không nhận lương. Thế rồi thầy không nhận lương thì là hôm nào thầy không tới, chúng em không trách thầy được. Cũng không được. Không, tôi sẽ dạy một cách rất tận tụy. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng là đây là cái sự nhiệt tình của một người muốn trả lại cho tuổi trẻ, trả lại cho đất nước, trả lại cho vũ trụ cái gì mà mình nhận được một cách quá dễ dàng. Thầy thấy cái gì? Thầy gặp tất cả các em đẹp vô cùng, thông minh một cách tuyệt vời, nhanh nhẹn, hiếu học. Có những người mà học xong đại học, học xong cả tiến sĩ rồi mà mỗi khóa mà học bí quyết biết gì là đăng ký hết, học là học không. Thầy mới bảo rằng làm thế nào mà giải thích được là những đứa đẹp như thế, giỏi như thế, nhanh nhẹn như thế, hiếu học như thế mà lúc nào làm cái gì cũng sai lầm. Thầy chỉ muốn rằng là cứ em nào mà gần thầy thì tự nhiên tự điều chỉnh. Và vì vậy cho nên là thầy mới tạo nên cái nền, cái hệ sinh thái cái nền. Trong hệ sinh thái cái nền không có sếp. Nhiều người bảo rằng cái nền của thầy, không, cái nền là của đất nước. Cái nền sinh ra là để giúp đất nước phát triển, chứ tôi không phát triển cái nền, tôi phát triển đất nước. Và thầy cho hết, cái gì cũng cho. Em biết không, sách thầy bán là có thể nói rằng là một, thầy là một trong những cái tác giả mà bán nhiều nhất sách trong nước đấy. Tác quyền tặng đất nước, bút nhuận tặng luôn đất nước. Nhiều người bảo rằng là điên. Đến con rể thầy nói mà bố, bố cũng hơi dại đấy. Tại vì là nói luôn nhá, tác quyền của thầy đấy, em cứ gặp nhà xuất bản em hỏi đi, đủ để mua một cái nhà phố ở thành phố Hồ Chí Minh đấy. Thì có sao, tôi ở căn hộ thôi thì có sao. Nhưng mà trong lòng tôi lúc nào cũng thổn thức. Và khi mà cái sự quan sát của tôi thấy rằng là lỗi lầm rất nhiều.
nhan nhản ngoài xã hội mà từ những người vô cùng thông minh, vô cùng hiếu học. Thì tôi rất bất ngờ và tôi bắt buộc phải tham gia. Khi mà một người có đủ khả năng xuất phát hết cái tinh túy của mình thì người đó trở thành phi thường. Những cái người nào mà ở trong những cái cương vị mà không xuất phát được con người của mình là những người rất tầm thường. Học nhàng nhàng, thi nhàng nhàng, làm việc lơi là, cho xong việc, là những người rất tầm thường. Khi ở cạnh thầy, nhận được cái năng lượng của thầy, nhận được cái phần trí tuệ của thầy, bất thình lình bạn ấy sáng ra: "Thầy ơi, em đang thèm làm cái này lắm thầy ạ. Em thèm vào rừng trồng cà phê trong rừng thầy ạ. Làm đi, làm cà phê thật ngon đi." Thế là mình sẽ tạo cái cơ hội cho chính mình để làm cà phê thật ngon. Bạn ấy làm cà phê rất ngon, bạn đã trở thành một người phi thường. Bởi vì bạn đã xuất phát hết được tinh túy, nó đang nằm sẵn trong con người của bạn ấy chứ, bảo đâu có phải đi tìm đâu. Nhưng mà bạn ấy không sử dụng cái tinh túy đó, bạn ấy không động viên được tất cả cái khả năng của bạn ấy. Mà cạnh thầy thì các bạn ấy động viên được. Đây là cái hai điểm mà hạnh phúc cho thầy, là động viên được cái sự tinh túy của mỗi người. Nhưng mà Quang Huy thầm nghĩ, có phải chăng cái việc mà thầy đang giúp và truyền cái động lực này cho các bạn, cũng như là cái cách mà thầy đang giúp và truyền động lực cho chính thầy hay không? Khi mà nếu như trước đây ở tuổi 20 mà thầy không ở Pháp, thì ở Việt Nam thầy cũng sẽ làm những cái điều đó. Không, trong cái thời kỳ thầy 20 là thầy luôn luôn làm được điều đó. Là bởi vì lúc nào thầy cũng cố gắng hết sức. Đã có một thời mà bóng đá, thầy đá trái nào nó cũng vào góc này. Là bởi vì ngày nào thầy cũng ra, thầy đá 5 tiếng đồng hồ cái trái đó. Thì sau một tháng trời thì bắt buộc là mình đá trái nào nó cũng vào đó. Cái cơ thể con người nó vi diệu lắm. Mình có thể huấn luyện được. Cũng như là những người ca hát những cái bài hát mà rất khó, opera cái gì đấy, người ta tập là 1.000 lần, 100.000 lần. Rồi đến khi người ta xuất diễn, người ta hát đúng như thế, nó lên những cái tiếng ca rất là kỳ diệu. Tại vì người ta tập thầy như thế. Mà thầy như thế từ cái hồi thầy còn bé. Thì cái đó là một cái cá tính mà vũ trụ đã cho thầy một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà mình có thể gọi cái đó là hiếu thắng. Nhưng đây là một cái thằng hiếu thắng mà chịu hy sinh cho sự hiếu thắng của mình, chứ không phải hiếu thắng miệng. Hiếu thắng miệng là mà cứ nói là mình giỏi hơn người ta. Ông, tôi không nói tôi giỏi hơn người ta. Tôi nói rằng là tôi mà mỗi một ngày đó, tôi đặt cái banh đó, tôi đá 6 tiếng đồng hồ đó, mà thì sau một tháng là tôi bắt buộc tôi phải đá, chắc chắn là tôi thành công cái trái đó. Nhưng mà với các bạn bây giờ đi, khi các bạn đi theo thầy, các bạn có một người thầy, có một người mentor để hướng dẫn cho các bạn, định hướng cho các bạn. Vậy thì cái này là ông Huy muốn hỏi là khoảng thời gian trước đây khi ở Pháp thì có một người nào đó, họ giống như là một người đã có sức ảnh hưởng, là mentor giúp cho thầy, để nó góp thêm cái phần động lực để thầy có thể thực hiện được công việc ở hiện tại hay thầy không? Thầy chưa bao giờ có mentor, nhưng mà thầy có 1 triệu mentor. Tất cả những gì người nào làm hay cái gì đó là thầy đều cố bắt trước. Nhưng mà đây là cái thông điệp thứ 7 thầy trao cho các bạn. Chắc các bạn nghĩ trong tấm lòng là bây giờ mình phải cũng nỗ lực hết sức, cố gắng hết sức, rồi phải quyết tâm. Không có đâu. Hãy lững lờ như vào dòng sông. Bởi vì cái số con người đó, mình không làm cái gì mà sai lúc, sai việc, sai thời điểm và sai nhân sự được. Tới thời của mình thì mình mới xuất được. Chưa tới thời của mình thì mình hãy làm cho dòng sông, cái nước nó thật trong và sẵn sàng. Việc của mình trong lúc này là làm cho nước của dòng sông của mình nó thật trong. Nhưng mà đến lúc nào đó, vũ trụ muốn cái dòng sông đó nó lên tốc độ. Thí dụ như là dòng sông nó hẹp lại, xong rồi nó xuống dốc, thế là cái dòng sông lúc đó là nó sẽ hùng vĩ, nó sẽ nổi lên tất cả những sóng rất là huy hoàng. Lúc đó nó sẽ tới. Nhưng mà mình mà đập sóng, mình cầm cái gì mà đập rồi nó không lên. Bởi vì chưa phải lúc. Nhưng mà nếu chưa phải lúc thì hãy lo cho cái nước sông nó thật trong. Thế thì cứ sống theo cái dòng sông thôi. Cuộc đời đó các em à. Các em có một cái lỗi lầm, đây là cái thông điệp thứ 8. Có một cái lỗi lầm là không hiểu tuổi của mình.
28 tuổi mà chưa làm giám đốc, tủi thân. 38 tuổi chưa làm tổng giám đốc, tủi thân. 48 tuổi chưa làm tổng chủ tịch tổng giám đốc, tủi thân. Ở nước ngoài ấy, người ta bắt đầu làm tổng giám đốc là năm người ta 55 tuổi. Và tại sao lại 55 tuổi tốt hơn 48 tuổi hay là 38 tuổi? Tại vì rằng là cái người 38 tuổi có thể là trưởng thành như là một người trẻ, nhưng mà chưa trưởng thành như là một người tổng giám đốc. Cái người 55 tuổi mới đủ trưởng thành để làm tổng giám đốc. Thế mà các em đoàn có những giấc mơ. Con à, con năm nay 22 tuổi rồi, lấy chồng đi. Ai bảo là 22 tuổi phải lấy chồng? Bố mẹ bảo, muộn rồi. 24 tuổi là muộn rồi. 24 tuổi mà chưa có hai đứa con là muộn rồi. 28 tuổi chưa làm tổng giám đốc là muộn rồi. Đến năm 48 tuổi, bố ơi, con có xe ô tô rồi, con có nhà rồi, con có hết rồi. Con có con rồi, con đủ hết rồi. Cái gì cũng có rồi, mà có nhà bờ biển luôn rồi. Tưởng là đã tới. Các em à, thông điệp thứ 8 là cuộc đời không bao giờ tới. Bởi vì nếu mà tới rồi thì nó mất vui. Mà cuộc đời là cái gì? Cuộc đời là phải vui chứ. Đâu có phải là cuộc đời là tới rồi xong thì mình bảo, có xe rồi bây giờ mình làm gì nhỉ? Thế là cả nước bảo rằng là đến ngày thứ bảy chủ nhật nhảy lên xe đi Vũng Tàu hay là đi Đồ Sơn. Bảo thế là tới rồi. Xong rồi thấy mình đi Đồ Sơn về, mình Vũng Tàu về, nó không có thi vị gì mấy. Thấy mọi người làm thì mình cũng làm. Tại sao thế? Đó là tại vì mình tưởng rằng là khi tới rồi thì phải đi Vũng Tàu ngày chủ nhật, cho con đi Vũng Tàu là tới. Không phải đâu. Cuộc đời không bao giờ tới. Chốc nữa thầy về, thầy có những chương trình làm việc trong khi thầy đang có bệnh. Tại sao có bệnh lại làm việc? Tại vì làm việc mới hết bệnh. Tại vì rằng là mình phải thở cái hơi thở của mình, cái động lực của mình, mình phải tận dụng cái sự tinh túy của mình, thì cái lẽ sống nó mới thể hiện. Nó không có mốc tới. Cuộc đời là một sự diễn biến không ngừng, mà lúc nào cũng phải thú vị với cuộc sống, lúc nào cũng phải có động lực. Nó làm cho mình sồn sồn con người. Cái năng lượng của mình nó đang nổi lên, nó đang nóng lên. Và khi nóng thì mình sung sướng lắm. Thầy chưa nắm tay thầy một cái được không? Đấy, đấy. Hôm nay đấy em được nghe rất là nhiều. Thế mà tay nhiều. Em cũng nóng lắm. Dạ. Đó, tốt lắm. Đó. Đấy, các bạn ạ. Đây là cái bài học mà thầy trao cho tất cả các tuổi trẻ. Đừng quan tâm đi tới đâu, bởi vì nó là cái mốc. Quan tâm là quan tâm trên cái đường đi của mình. Mình xuất phát được hết tất cả năng lượng của mình, xuất phát được hết tất cả tinh túy của mình. Xong rồi mình giữ được cái sự tự tại, sự tự tạo hay là sự tái tạo, để một con người mình luôn luôn mới, để một con người mình luôn luôn hạnh phúc với cái gì mình xây dựng. Cái đó mới là cái điều mà phải làm. Em nghĩ là ngày hôm nay là tất cả các bạn khán giả là rất may mắn, và em là người may mắn nhất khi em ngồi ở đây được đối diện với thầy, được hưởng thụ cái nguồn năng lượng rất tích cực từ thầy. Một cái sự trẻ trung em thấy rất rõ trong cái cách thầy chia sẻ và cái sự gần gũi của thầy với các bạn trẻ thời điểm này. Và đó là một cái điều rất là may mắn khi mà chúng ta có một giáo sư Phan Văn Trường như đang ngồi ở đây. Và còn có một điều nữa em muốn hỏi thầy, đó là khi mà thầy quay lại thầy nhìn cái khung cảnh này thì thầy nghĩ đến điều gì ạ? Nó rất hợp cái ý thầy, cái khung cảnh này. Nó không có thời gian tính. Nó không có thời gian tính. Thế thì thông điệp chót: vũ trụ không có tuổi, địa cầu không có tuổi, loài người không có tuổi, con người không có tuổi, Phan Văn Trường không có tuổi. Không có tuổi. Sống đi, sống mạnh đi, sống tích cực đi, sống vui đi, như thế sẽ trọn vẹn. Không có tuổi. Nhìn cái này đi, bảo rằng cái này không có thời gian tính. Bởi vì thời gian là cái gì được cho không, và chúng ta phải nhận nó như là một cái quà không, nhưng mà chúng ta phải trân quý nó như là một cái quà rất là đắt tiền. Dạ. Cảm ơn thầy rất là nhiều với những chia sẻ của mình ạ. Dạ, cho em nắm tay thầy một cái nữa. Thầy xin cảm ơn Quang Huy và xin cảm ơn chương trình đã cho phép thầy chia sẻ những điều vô cùng là thành thật, chân tình. Và thầy mong rằng là những cái thông điệp của thầy nó sẽ giúp cho các bạn suy nghĩ. Dạ. Và quý vị cũng thấy rằng là ở độ tuổi U80 nhưng thầy vẫn đang tiếp tục với công việc là gửi trao những cái giá trị cho những bạn trẻ. Thì hà cớ gì chúng ta là những bạn trẻ chúng ta không cố gắng với chính niềm đam mê và con đường của mình, đúng không ạ? Và đến đây thời lượng của chương trình cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 21:55 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Quang Huy và giáo sư Phan Văn Trường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.